Thời tiết Nha Trang mùa này quý chị thì nó giống như tính cách của người phụ nữ vậy, sáng nắng chiều lại mưa. Thì tranh thủ hôm nay trời nắng ráo, Tâm quay và gửi đến tất cả quý cô chú anh chị một căn nhà nó cách cái vị trí anh Tâm đang đứng này với chị là khoảng chừng là 500m tính theo đường chim bay. Và vị trí này là khu vực bãi tắm khu phía bắc của thành phố biển Nha Trang quý vị nha. Tâm đang nhắc đến ở đây là khu vực bãi tắm chứ không phải là mặt biển thành phố biển Nha Trang. Thì hai sản phẩm ở clip trước Tâm có giới thiệu được mọi người á là một căn nhà cách cái bãi tắm phía nam của thành phố biển Nha Trang là 400m với cái giá là một căn nhà nằm khu trung tâm của thành phố biển Nha Trang, cách khu vực quảng trường là 2,5 km với giá là. Và căn nhà hôm nay Tâm giới thiệu đến mọi người nó cách khu vực bãi tắm Hòn Trồng, một trong những khu bãi tắm là đẹp nhất của thành phố biển Nha Trang, chỉ là 500m. Và Tâm xin phép là cái giá Tâm sẽ bật mí đối với chị với nhà đầu tư lúc mà Tâm đi vào căn nhà. Thì quý chị quan sát ở đây với chị là hiện tại là nhà chúng ta khu vực này nó trong vòng bán kính là 100 cho đến là 1 km chúng ta có 4 ngôi trường đại học. Như trước mặt quý chị đây là trường đại học Khánh Hòa này. Còn chúng ta di chuyển theo hướng Tây Nam chỉ đây, tầm là 900m sẽ là trường đại học Thủy sản và trường đại học Tôn Đức Thắng. Ra ngoài này 500m sẽ là trường cao đẳng văn hóa và du lịch quý chị nha. Đó, quý chị cùng quan sát lại chi tiết cái khuôn viên của mặt biển thành phố Nha Trang khu vực này. Thì sau đó Tâm sẽ di chuyển từ vị trí này đi vào vị trí cái nhà cho quý chị quan sát rõ về cái cung đường đi cũng như là cái những cái dân cư xung quanh và tiện ích nó có những gì. Xin mời quý chị Tâm sẽ lái xe máy và Tâm sẽ di chuyển vào vị trí cái nhà để cho mọi người xem vừa tất cả những cái tiện ích xung quanh nha. Vị trí đầu tiên Tâm có đứng quay clip cho mọi người là ngay tại vị trí mà Tâm khanh tròn này nè. Và Tâm đang di chuyển trên tuyến đường là đường Bắc Sơn quý chị nha. Ở đây là đường Bắc Sơn. Đây là quý chị Tâm di chuyển theo một đường thẳng này. Rồi, căn nhà chúng ta thì nó cách vị trí là 500m. Đây là nhà quý chị nha. 500m, nhà chúng ta là ngay vị trí mà chấm đỏ đỏ Tâm có khoanh vùng đây. Tâm đo vị trí từ vị trí căn nhà đi đến vị trí mà mặt biển thành phố Nha Trang. Đo khoảng cách đây quý chị, đo khoảng cách đây. Là bao nhiêu theo đường chim bay quý chị nha. Và chúng ta di chuyển chỉ là một đường thẳng thôi quý chị, chứ không phải là đường cua vẹo gì đâu. Đây, sẽ là 469m quý chị nha. Và quý chị quan sát tất cả những cái khu vực xung quanh ở đây quý chị. Nhà hàng, khách sạn mọc lên cũng khá là nhiều. Đây là bãi tắm Hòn Trồng này nha quý chị nha. Bãi tắm Hòn Trồng đây mà đầu clip mọi người có nhìn xem rồi đó. Đây nha quý chị. Trường Đại học Khánh Hòa đây quý chị. Đại học Khánh Hòa đây. Đó, quan sát tất cả những cái dân cư xung quanh. Ở đây là gần như là thuộc khu vực trung tâm phía bắc của thành phố biển Nha Trang quý chị nha. Cách di chuyển tới tầm bao nhiêu mét nữa Tâm đo thử. 200m nữa sẽ là đường 2 tháng 4 quý anh chị, đường 2 tháng 4. Ở Tâm zoom nhỏ và zoom chậm lại cho quý vị xem rõ nè. Đấy, vị trí. Đáng lý là Tâm sẽ đi xe máy từ vị trí mặt biển, Tâm đi vào nhà luôn. Nhưng mà thôi thì Tâm sẽ xuất phát từ vị trí đầu đường Bắc Sơn này, đi vào vị trí nhà để cho quý anh chị xem cái khung cảnh xung quanh nó như thế nào nha. Thì hiện tại thì Tâm quan sát ở đây quý anh chị, thì khu vực này rất là nhiều những cái căn nhà cũng như là khách sạn mọc lên khu vực này nha. Thì trên sổ đỏ quý anh chị, trên sổ đỏ hiện tại là đường có 1m7 thôi, nhưng mà thực tế quý chị nhìn thấy nè, hôm nay thì Tâm mới mua cây thước thì Tâm sẽ đo trực tiếp cho quý chị xem luôn. Tâm đo cái độ ngồi trước nha. Đợi Tâm xí Tâm lấy cái vị trí này chính xác luôn đó. Làm phiền Caramel nha. Chính xác ở đây sẽ là 3m4 quý chị nha, 3m4 nha. Mọi người quan sát xung quanh dân cư ở đây nè, cực kỳ khang trang và chỉnh chu. Và khu vực này người ta vẫn là kinh doanh cái dạng mà căn hộ hoặc là khách sạn được quý chị nha. Thì nhà chúng ta nó cách cái đường Bắc Sơn á, chúng ta di chuyển vào khoảng chừng là gần 100m quý chị, gần 100m là chúng ta đã đến được vị trí căn nhà. Đây quý chị, nhưng xung quanh đây người ta cũng xây khách sạn rất là khang trang luôn đúng không? Đây quý chị, đây là căn nhà hôm nay Tâm sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người. Thì vì sao Tâm nói là sổ đỏ thể hiện là chỉ có 1m7 là nó thể hiện trên con đường này đây quý chị nha, là đường này. Nhưng mà thực tế nhà chúng ta là nó nằm vị trí là cờ góc với con đường lớn. Cho nên là khi quý chị mà có ô tô quý chị nha, chúng ta có thể di chuyển theo cái đường xéo rồi quý chị, trực tiếp đi vào nhà được.
Đó, di chuyển theo đường xéo này. Đây, chúng ta di chuyển một đường xéo và vô ô tô chúng ta đậu được trong nhà thoải mái nha. Thì trước khi đi vào chi tiết bên trong căn nhà thì Tâm xin bật mí một cái giá căn nhà này, vì lúc trước đây á, năm 2022 với chị thì đã có người vào nhà này và trả với mức giá là 4,2 tỷ, nhưng hôm nay chủ cần tiền vì chuyển chỗ ở với chị cho nên là sẽ bán với mức giá là cực kỳ ưu đãi luôn. Giá hiện tại chủ đang rao bán trên thị trường là 3,750 tỷ đồng với chị nha. 3,750 tỷ đồng thì với chị có được một căn nhà cách mặt biển chỉ có là 500 m. Ở đây Tâm nói là mặt biển nha với chị, mặt biển ở đây là khu vực bãi tắm của thành phố biển Nha Trang đó với chị, chứ không phải là mặt biển khu vực mà những cái thuyền bè nó đậu đâu, nó khác hoàn toàn nha. Căn nhà chúng ta với diện tích là 71 m², bờ ngang ở đây với chị, bờ ngang theo hướng tây chỉ này là 4 m², chiều dài ở đây với chị, chiều dài theo hướng tây thì hiện nhà này là chỉ là 18 m, và chúng ta nở hậu là 4 m² nè. Công năng chúng ta gồm có là một phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp và 1 vệ sinh. Và chúng ta có thể thiết kế bố trí lại tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Đó, thì bây giờ Tâm mời quý chị cùng Tâm quan sát chi tiết bên trong căn nhà. Tuy chỉ là một căn nhà cấp 4 thôi nhưng mà gia chủ rất là chăm chú kỹ, nói chung là giữ gìn cực kỳ kỹ căn nhà chúng mình quý chị nha. Và đây là toàn bộ cái chi tiết về mặt dựng của căn nhà chúng ta này. Số nhà sẽ là 86/16 Bắc Sơn. Số toàn là lộc với phát không quý chị nha, lộc phát. Khu mặt dựng phía trước thì gia chủ đã ốp toàn bộ bằng cái phần gạch men hết với chị nha, gạch men hết bên này và ốp ra hết cái phần tới cái trụ cổng bên kia và toàn bộ cái hở xét hộp, nói chung là khung bao vỡ phía trên thì gia chủ làm rất là kỹ càng rồi. Mái ở trên này cũng chỉ là mái tôn thôi quý vị nha. Khi chúng ta bước vào nhà ông chị thì nhà chúng ta nó cao hơn mặt đường ở đây, tầm quan sát là khoảng là tầm 15 phân với chị, 15 phân. Chi tiết bên trong đó với chị nha, khu nguyên phía trước là chủ là rút rất là đỡ xe máy trong khu vực này với chị, đỡ xe máy trong khu vực này. Mà nếu mà chúng ta có ô tô nhưng mà Tâm đã trình bày từ đầu á thì quý chị có thể là di chuyển theo cái đường xéo với chị, đường xéo đây đó, di chuyển hẳn vào đậu trong nhà được. Nếu chúng ta bố trí lại thì có thể đậu hẳn ô tô trong nhà được nha. Cái ưu điểm ở đây là sổ đỏ là thể hiện đường 1m7 nhưng mà chúng ta cạnh bên vị trí có đường 3m5 mà Tâm có đo với chị đó. Chi tiết bên phía trước là khuôn viên của phượt đỡ xe máy. Thì ở đây thì cái phần mà hiện tại ở đây với chị, hiện tại pháp lý ở Nha Trang á thì những cái sổ đỏ mà nhà không có hoàn công với chị nha thì Tâm xin nhắc lại là không được phép chuyển nhượng, cho nên Tâm rất kén những cái sản phẩm vì nhà này tuy là nhà cấp 4 thôi nhưng mà sổ đỏ hoàn công đàng hoàng với chị nha. Bên hông chúng ta có một đường luồng nhỏ này, cái khoảng không này thì chưa có hoàn công trên sổ, và cái khoảng đường luồng này với chị nó giúp cho căn nhà chúng ta luôn luôn được thoáng và mát, đầy đủ ánh sáng nha. Cái khổ gạch ở đây thì Tâm quan sát là khổ gạch 60 m² với cái tông màu là màu trắng, nó ăn theo cái tông màu của lam đi tường với chị. Và với chị quan sát này, khuôn viên phòng khách ở đây thì toàn bộ gia chủ đã ốp tất cả cái lam đi tường rồi. Phần cửa đây là bàn cửa nhôm sinh pha, nhưng mà ở đây chỉ có là 4 cánh, 2 cánh lớn và 2 cánh nhỏ với chị nha. Đó, khu vực đèn phía trước đây với chị. Vì cái lúc trước chủ nhà đây với chị ở chỉ có 2 vợ chồng với là đứa con thôi, cho nên là họ muốn khăng khít nhau hơn. Họ thiết kế cái phòng khách đây với chị là cực kỳ rộng luôn. Tâm quan sát phòng khách này nó phải ước chừng là tầm 20 m² chị, gần 20 m², rất là rộng với chị nha, rất là rộng luôn. Đó, sau khuôn nguyên phòng khách phía trước thì chúng ta bước vào một cái cánh cửa sẽ là chi tiết của phòng ngủ. Thì ở đây chủ nhà chỉ bố trí chúng ta là có một phòng ngủ với chị, một phòng ngủ, vì Tâm đã nói là lúc trước họ gia đình họ chỉ có 2 vợ chồng với đứa con á, cho nên là họ thiết kế chỉ có một phòng ngủ để cho nó kháng khít với nhau hơn. Nếu mà về chúng ta có thể bố trí thiết kế lại là cái phòng ngủ này là thành 2 phòng ngủ khoảng là vui với chị nha. Đó, khuôn viên phía trước là khuôn viên phòng khách, Tâm có quay rồi đó chị nha. Chúng ta mở một cánh cửa vào sẽ là bước vào chi tiết phòng ngủ ở đây. Phòng ngủ ở đây Tâm quan sát diện tích này nó phải rơi ra tầm 30 m². Về nếu chị chúng ta có thể bố trí lại làm 2 phòng ngủ được nhé chị nha, 2 phòng ngủ được. Và toàn bộ hệ thống lam đi tường ở đây thì chủ đã ốp từ phòng khách cho đến là cái phòng ngủ bên trong, và đây là hệ thống thạch cao với trên anh chị. Ở đây thì quý chị quan sát phía trước là mái tôn thôi nhé chị nha, mái tôn. Nếu mà về chúng ta có nhu cầu sơn sửa hay là nâng cấp căn nhà hay là lên lầu gì vẫn là thoải mái với chị. Ở
Ở đây chúng ta có hai cánh cửa này quý anh chị, hai cánh cửa trong khuôn viên phòng ngủ này. Ở phòng khách chúng ta có một cái cửa lấy ánh sáng đúng không? Ánh sáng có đường luồng minh thông á. Thì trong phòng ngủ này chúng ta có hai cái cửa sổ này. Đó. Cho nên cái không khí và cái ánh sáng trong phòng ngủ này nó luôn luôn đầy đủ quý anh chị, luôn luôn đầy đủ luôn. Thiết kế bên hông một cái đường luồng này cũng khá là hay quý anh chị nha, khá là độc đáo. Tuy là nó không hết cái diện tích căn nhà nhưng mà nó làm cho căn nhà của ta luôn luôn thoáng mát. Sau khuôn viên phòng ngủ là cái khoảng cách chúng ta bước lên tầm 8 phân sẽ là chi tiết của cái phần vệ sinh và bếp ở phía sau quý anh chị nha. Đó, quý anh chị quan sát này, ở đây cái phần diện tích bếp ở đây nó cũng tương đương với phòng khách phía trước luôn. Tầm ước chừng nó khoảng là tầm từ 2 cho đến là 30 mét vuông anh chị, cực kỳ rộng. Và toàn bộ hệ thống bếp ở đây quý chị, làm liền tường, gia chủ ốp lên cao tới là 1 mét, ở đây tôi thấy là 1 mét rưỡi đây quý chị, 1 mét rưỡi lận. Là từ phòng khách cho đến là cuối tới cái phòng bếp luôn. Đó, quý chị quan sát khuôn viên của bếp này, cực kỳ rộng. Về chúng ta bố trí thiết kế lại thì tùy cách của mọi người nha. Tâm chỉ quay chi tiết cái cách thiết kế hiện tại căn nhà cho mọi người nắm rõ hơn. Và sau này về nếu chúng ta có cơ hội sở hữu thì chúng ta bố trí và thiết kế lại. Đó, chi tiết thật cao phía trên nữa chị. Hệ thống tủ kèm theo cái bếp đây. Nãy chủ nhà có nói với Tâm là cái mặt bếp với chị là bằng đá nghiêng khói luôn nha. Họ cắt một cái khổ lớn từ bên này nè với chị, dài cho tới là hết cái mặt bếp luôn, là bằng khổ đá nghiêng khói chứ không có chấp nối gì. Hệ thống tủ phía dưới đó chị, đó, tủ tên tủ rưới rất là bài bản luôn. Hệ thống tường bên trong chỗ bếp kia là bằng mica với chị nha, bằng mica. Tâm đang sáng thử mica hay là kính nha với chị, như là bằng kính đó với chị à, bằng kính nha. Và sau khuôn viên của bếp là chúng ta có một vệ sinh. Thì quý chị Tâm đang di chuyển đến cái phần vệ sinh ở phía sau này. Diện tích cái khuôn viên vệ sinh này Tâm ước chừng nó từ là 5 đến 7 mét vuông. Nó có hai khuôn viên tách biệt hoàn toàn. Khuôn viên phía trước đây là để là nói chung là sinh hoạt riêng, giặt giũ thì chúng ta bỏ ngoài này quý chị nha, bỏ ngoài này. Và vệ sinh thì chúng ta đi bên trong này. Ở đây thì lam riêng tường, gia chủ ốp cũng rất là cao rồi quý chị, rất là cao rồi. Còn không là chúng ta có một cái giếng trời này quý chị nha. Ở quý chị có thể quan sát rất là rõ, ở đây là mái tôn xà gồ và cái lam riêng tường ốp cao lên tới cái xà gồ luôn quý chị. Nó chi tiết vệ sinh bên trong đó quý chị. Lavabo thì nó ở bên ngoài, còn bồn cầu thì ở bên trong vệ sinh đây. Đó, có vòi sen đầy đủ và trong này chủ bằng ốp gạch cực kỳ cao quý chị nha, cực kỳ cao rồi. Đó, quý chị cùng Tâm quan sát lại chi tiết một lần nữa từ khuôn viên ở phía sau. Tâm sẽ di chuyển tới phía trước. Vì nhà nhỏ cho nên là cái thời lượng xem nó cũng không đáng bao nhiêu. Quý chị đã xem đến đây rồi thì cho Tâm xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần người quay quý chị nha. Thì Tâm luôn luôn đa dạng những sản phẩm đem đến cho tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn và đánh giá khách quan hơn về cái giá trị bất động sản của khu vực Nha Trang cũng như là vùng quen Nha Trang nó như thế nào. Đó, Tâm di chuyển từ khu vực phía sau tới này cho mọi người quan sát lại một lần nữa về chi tiết cách thiết kế cũng như là bố trí phòng ốc của căn nhà này như thế nào quý chị. Chiều cao tầng ở đây Tâm quan sát là nó phải tầm là 3 mét rưỡi với chị, rất là cao luôn. Thì vừa rồi cũng là toàn bộ thông tin chi tiết về căn nhà thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Tâm xin nhắc lại căn nhà này diện tích sẽ là 71 mét vuông, bờ ngang nhà sẽ là 4 mét, bờ dài sẽ là 18 mét, hướng nhà sẽ là hướng nam. Và hiện tại chủ nhà này đang mong muốn bán với giá là 3 tỷ 750 triệu đồng. Quý anh chị với nhà đầu tư có nhu cầu liên hệ với hotline là 0392 808 389 Nguyễn Tâm để em tôi bán thêm. Và chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã chịu khó theo dõi clip của Tâm. Đừng quên thả tim và cho Tâm một nút đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh chị ở clip sau.